Lô, xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình sẽ đi vào trong kia để chân chim nha. Anh em cùng đón xem clip đi chân chim của mình nhá. Anh em cùng theo dõi quy trình đi chân chim của chúng tôi nha. Video của chúng tôi không cắt ghép 100% nha. Đóng cầu đi, tay ta không có mà. Khép lại thôi, ngồi đào một tí anh em đi. Cô bé, cô ông. Thấy cô bé cho cô. Chăn cơ hi mê. Quay đi chú quay. Vâng. 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 Chậu nước cũng nhỉ. Nước nước nhỉ. Chân chim đấy cô. Có đang chân chim mình ạ. Mất tuổi à. Ô mê chân chim nhá, tao về nhá, lại hôm nước ạ. Đi về uống nước này nhá. Cháu về uống nước của. Nào ơi. Mở cửa. Đứng quay đi. Đứng
tương ngọt ngon phết, xin được hơn. Nó cô gái từng em mà. Chăn không nhỉ? Chăn nó không ăn. Thế nhưng mà chăn, ta đã kêu ngồi đây. Hôm nay đi xuống dưới chói nha. Thằng vùng đi chân chim anh em ạ, giờ mình sẽ đi tìm chim. Chúc vàng đâu? Phế sớm đấy. Nào, anh cơ ơi. Em đang cạnh cất của anh chúc vàng phải gì không? Là gì? Lớn sau gãy gì ra? Làm sao bị gãy? Sao có thể nữa, anh bảo gì? Thế sao chú bảo gì? Hả? Thôi đi tìm chim tiếp, anh đi tìm chim à? Anh đi cùng mẹ đâu vậy? Hùng ơi! Ở trên đó đó! Nó cu! Hùng ơi!
Mình hình như đây có chim mình nhỉ ạ. Mình sẽ ngồi đây và quan sát mình nhé. Anh em cùng quan sát cùng mình nhé. Mở mồm của anh em ạ. Hít mãi mà đéo hít lại nhờ. Tình ngôi sao chim cao như nàng lòng con thơ nhằm cho con tim này bơ vơ. Em mơ trái tim khát khao, em mơ mơ trái tim. Bây giờ uống hớp nước anh em nhé, anh em theo chân mình uống nước anh em ạ. Bi à, Bi này, Bi, biết à? Có là mình nghe mẹ. Chưa biết là có hai bé là có gì hả? Không ơi!
đéo khô mới để xuống đây. Em nhớ đi, em không ngủ đâu. Ngô đây không nói chuyện là được. À, lấy bom nước nha Hùng nha. Một đầu đít quá. Anh cứ mấy cái thôi. Ghê, yeah, em hai cái rưỡi. Ha ha ha. Cái nó là cái rưỡi rồi. Mới 7. Anh bao nhiêu? Cái này là hết cái này mới được. Ba cái. Mày còn đi xa. Đi tour tao xa. Em quay sau anh, 30 phút. Anh 6 giờ đi, em 6 rưỡi mới đi. Anh 6 rưỡi. Mai mới giờ anh đi để quay em với. Nhớ đéo đi sớm. Trắng hay trắng khu lại. Hả? Nay 5 rưỡi em rời. Nay 6 rưỡi, 5 rưỡi rồi rồi. Nhưng mà anh thấy con sớm quá thì anh nhắm mắt vào một cái. Anh bảo đi 6, 5 rưỡi đi thế đó. Mắt ra cái 6 rưỡi. 5 rưỡi đi rồi. Mai 5 rưỡi em hoạt lại. Đi qua nhà anh hú mình nhá. Hả? Đi qua nhà anh hét nhá. Năm rưỡi hết, còn chưa chết. Năm rưỡi hết rồi, bố em ra, bố em thả chó rốt ra anh. Thả chó cho đi mẹ đuổi, bên xóm luôn. Càng hết đấy là càng lắm nhé, thả chó. Tí nhà, nhà. Anh cứ hết một phát. À, xóm, nhà nào có chó nhà. Chỗ cổng nhé, em mỗi người thả con chó, anh cứ kiểu chạy bút một phát, sơn lẹ. Quán nhá, anh Cương có cắt tóc mèo không? Có. Bao tiền? 30. Giảm giá còn 20 không? Anh bảo giảm giá cho. Uy tín nha. Hôm ý em không, nếu mà em đi cắt nha, anh em chỉ có 20 rồi đó. Nào mẹ tóc mày còn ngắn thế, cắt cái lỗi. Nào em cắt đi cắt cua xong rồi kể cái chỉ nữa xong. Đơn giản thế thôi. Kể thêm cái máy nữa là sao? Kể chỉ kể máy là sao? Anh cứ không kể chỉ ư? Kể bao nhiêu cho nó gấu. Mặt anh chưa đủ gấu rồi. Không, mặt anh nhìn béo mịm. Không gấu nhưng mà đụng thì xem. Đua. Em kể cái chỉ vào cho nó còn nếp vuốt thôi. Anh bị tóc tai si an à? Em cắt kiểu si an. Anh định làm tóc một con từng sợi kiểu nếp mai. Để ai à, cái em biết tóc của nếp mai hồi trước nhìn xoăn xoăn đúng không? Nhưng mà xoăn nó kiểu bú xú lên đúng không? Nhưng mà đầu anh béo hơn. Nhìn đầu anh béo cắt... hơn đầu nói kiểu ba ba nhưng mà đầu anh tròn. Cắt kiểu anh nó bị vuông đó, nhìn giống kiểu nhìn như cái mặt anh úp cái bát tô ấy, úp cái bát ô tô ấy, giống như thằng nhìn như thằng chùa hế đấy. Thế trong dẹp xiếc trường ngược nãy anh Tuyến nhắn cho anh đấy mày. Tuyến nhắn là gì nhỉ? Hú xong rồi, em trả lời cái gì? Không ơi. Em ngồi lên đây tí. Mà cái ngói nhà ăn đi. Ai lại đi? Tao ngồi đi. Má lấy nhà mày. Lỗi như tao ngồi đồ. Ngoan đấy. Anh cứ ăn vậy không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
anh em vải nhá. Hả? Đó, anh cương mới tặng. Mày quá. Về nhà cái thầy tứ đại bé nhặt luôn. Cái nhỏ thì không bán được đâu. Nó đang cho bán súng hơi mày. Mẹ mới bảo không mang cũng không mang. Ê bảo vào chưa? Không ai. Này mang đi. Tao nghe mẹ bảo gì đâu. Cứ chúng ta xù bố mày. Chết rồi. Hôm nay mẹ mới bảo là chiếu rồi tí đi đừng có mang xuống cái xung bố của mày. Bảo mẹ là thế cho nên tao mới không được mang. Chứ bình thường tao tâm đi bố nó chẳng bảo gì. Tao bảo con đi làm cái gì bán chi. Kéo đủ cái ngứa cho nó đâu mà. Có chúng nhưng mà nó kiểu không đủ sức cho nó. Xung nước nó yếu lắm. Ôi ôi, nó nhô hẳn đâu lên ấy, bắn thẳng vào chỗ. Anh Cương không lên đây mà bốc vải, tí nữa hết quả ngọt đấy. Mang mẹ ăn thế nè. Mà bọc lên. Bọc đục quả đá bọc hết. Rồi. Đưa ăn vải không ạ? Ừ, vải ăn. Được rồi, cái áo anh em nhé. Nãy ở đây không có cái vải nữa nhỉ? Xin quả không ạ? À? Đắt không cái này đó không? Đây là khối này. Bỏ mày quay mọi đứng.
Khốn mày. Kinh giá. Khốn mày. Không. Cái ná kabucha của bố mấy bà tiên này. Ừ. Hay nhá. Hay nhá. Ăn cương. Về kiểu có mấy thằng con lớp 6 7 chơi hack mất. Hỏi giá thằng nào biết. Mấy ngày hôm sau thì bắn kim bạch 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 bạch. Mẹ vẫn có khắc tên mình. Chỗ làm rồi đặt đặt mà bắt bảo họ khắc tên cho mình họ khắc mà. Nó bảo nó mua nhưng mà mẹ nhìn lại vẫn khắc tên mình. Thế thì coi như cái con kia cũng tròn ha, 190 như cái nẻ đó chứ cũng bố thí vậy anh cứ vậy. Biết thế em đứng làm gậy, em xin cứ phải tốt rồi. Anh cứ ơi, xin đi lại đi ông trời. Oh, vừa rồi anh em ạ. Qua vải như là ngoại đỏ nhịn luôn. Ngọt. À giờ ăn được rồi. Qua em mang một tí là hố em mới quay ở đâu đi. Tí đổi vị trí vậy. Bốc ít vải không em? Hố mày tao bảo. Bao giờ sẽ nhá anh cướp mà cắt layer dài mới bảo ấy. Anh ơi, cắt kiểu mà lời ơ ra như hôm nó nói là bao nhiêu? Hỏi Cương. Vẫn như bình thường. Sáp bắt tiên lò. Video của tôi xin được kết thúc tại đây nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Xin chào.